Em chào tất cả các bác nhé. Các anh chị ơi, hôm nay thì sẽ giới thiệu cho anh em về cái loại đơn cam các bác ạ. Đơn cam thì mời anh em so sánh đơn cam rừng Việt Nam với lại đơn cam Thái trước mặt các anh chị đang xem. Đấy. Về đơn hai cái loại này thì màu nó cũng màu sắc khi nở hoa rất là rực rỡ các bác ạ. Đó. Cái loại đơn cam rừng bình thì phải nói rằng nó cũng là cái thuộc cái cây đẳng cấp đắt đỏ, tương đối đắt đỏ và khó trồng, phải nói là khó trồng. Nhưng mà bông thì theo cái quan điểm của em thì cái bông nó có vẻ sắc nét hơn, nó đẹp hơn cái đơn cam Thái. Đó. Và đơn cam rừng bình thì nó nở hoa vào thường thường tháng 4 dương lịch. Thì cái thời điểm đó thì đơn cam nở hoa khá nhiều. Đó. Cái loại đơn cam thì nó chỉ thơm nhẹ thôi các bác nhé, nhưng mà về cánh hoa của nó thì nó kiểu giống như cánh nhựa, nó lâu tàn, rất sai bông. Đó, đơn cam rừng mình rất sai bông, nhưng mỗi cái nhược điểm của nó là tương đối khó trồng, tương đối khó trồng. Cái loại đó thì anh em thường thường trồng vào trong những cái khúc gỗ lũa hoặc là những cái cành cây thì nó phát triển tốt các bác. Chứ còn để mà mình trồng vào trong chậu thì rất khó để cây nó phát triển. Nó chỉ phát triển được một thời gian, sau đó nó lụi dần. Đấy. Nhưng mà phải nói là nhiều anh em rất thích cái loại đơn cam rừng mình. Còn đơn cam Thái thì anh em nhìn cái mặt bông đơn cam Thái. Đơn cam Thái thì về cơ bản cái sắc nét của nó thì so với đơn cam rừng mình thì nó không bằng. Nó không bằng đơn cam rừng mình. Lại có những cái lợi thế tương đối tốt để cho anh em, nhất là những anh em đam mê hoa lan có thể trồng. Đấy, anh em quan sát cho em. Đây là những cái giỏ đơn cam Thái này cả nhà này. Đấy, đây những giỏ đơn cam Thái. Thì đây là thuộc cái loại bông nhỏ mà em đang chèn mặt bông vào. Thì thân nó rất dài các bác nhé. Thân dài lắm. Thân dài. Và nó cũng giống như đơn cam rừng mình. Nó rất sai bông. Ví dụ như một cây đơn cam như này có thể nó ra hoa từ đây này, lên phía trên này. Nhưng mà các anh chị biết sao, một mắt bông của nó có thể là 4-5 bông hoa, là chuyện bình thường nhé. Cây nó dài. Đây, các anh chị nhìn lá. Lá nó cũng khác với đơn cam rừng mình một tí. Đấy. Nhưng mà phải nói là Thái khi mà đã làm bu ra thì người ta lựa chọn những cái mặt bông đẹp để người ta làm bu, để người ta xuất khẩu đấy cả nhà. Đấy. Rồi một cái thế mạnh của nó nữa là riêng cái anh đơn cam Thái này là mình trồng thì một năm thì các bác nhanh được những cái chậu to, bởi vì nó đẻ 3 lần các bác ạ. Đấy, nó cứ ví dụ cái cây này nó phát triển là nó đứng ngọn, bắt đầu nó nụ ra thì tiếp tục nó đẩy tiếp cây, đẩy cây con. Những cái giò trước mặt các anh chị ạ thì đầu năm nó chỉ là những cái thân nhỏ thôi các anh chị ạ. Nó chỉ là những cái thân nhỏ thôi. Ít thôi. Nó có 2-3 thân thôi. Nhưng mà đến tầm giờ thì nó đã gần như là kín chậu rồi. Đấy, đây nha, các bác cứ quan sát này. Gần như là kín chậu rồi. Nhưng mà nếu mà để đến cuối năm thì cái chậu này nó thành một cái chậu to các anh chị nhá. Bởi vì những cái cây con này nó phát triển lên này, xong tiếp tục đẻ thêm lứa nữa. Cho nên là cũng rất nhanh để mà mình có những cái chậu đơn cam để mình chơi các bác ạ. Và đặc biệt là cái loại đơn cam này á, thì nó ra hoa một năm ra 2 lần. Năm nay nó trốn hoa này, cái lần này là trốn hoa này, bởi vì năm nay những cái giò đơn cam này được chăm sóc quá nhiều. Đấy, còn những cái năm trước ấy, em trồng em thấy là thường thường nó ra hoa hai lần trên một năm. Thường thường là mùa thu này này, tầm này này. Đấy, năm ngoái em bán cái loại này thì nó có ra hoa bói, tức là nó ra hoa bói. Sau đó đến trong em thì cuối tháng 12 âm lịch là bắt đầu đã có nụ rồi. Và Tết là thường thường được chơi cái dòng đơn cam này. À, Tết được chơi cái dòng đơn cam này. Năm nào cũng vậy, nó ra đúng Tết nha cả nhà nha, ra đúng Tết. Em cũng hay, nó cũng là một cái lợi thế mà anh em khi anh em lựa chọn cái loại đơn cam. Còn mấy anh em ở ngoài Bắc hoặc là những khu vực khác mà các bác muốn muốn chơi Tết đấy thì anh em mình cũng rất dễ thôi cả nhà. Tới khoảng tầm tháng 11 âm lịch á, tháng 11 âm lịch
là những cái cây này này, những cây này bắt đầu nó đứng ngọn và nó bắt đầu rụng lá, bởi vì nó là cái dòng hoàng thảo ấy các anh chị, nó là dòng hoàng thảo. Thế nguyên tắc của dòng hoàng thảo này, hoàng thảo nó phải rụng lá sau đó nó mới ra hoa. Thì cái thời điểm đó tới khoảng tầm giữa tháng 11 âm lịch là nó bắt đầu nó rụng lá. Còn nếu mà các anh chị mà thấy nó không rụng lá thì anh chị có thể cắt những cái lá này đi này. Cắt ở phía ngoài này này, cắt ở phía ngoài này các bác nhá, cắt sát này. Nhưng mà không cần cắt sát này đâu, cắt sát này này. Đó, các anh chị cứ cắt này đi cho em. Vài hôm bắt đầu nó tụt lá. Thì bỗng dưng nó giống như kiểu là mình tạo ra mình tạo cho nó để nó rụng lá một cách tự nhiên. Sau đó là mình có thể xịt cho em một ít phân, gọi là phân có nhiều lần đấy các anh chị, để kích thích cái nụ. Đấy, kích thích cái nụ. Đấy, xịt khoảng 2 lần thôi, 2 lần. Rồi bắt đầu đến khoảng tầm 20 tháng 7 tầm đó thì anh chị bắt đầu là xịt cái Atonic cho em, đừng xịt cây Kiwi cả nhà nhá. Đừng xịt cây Kiwi, sử dụng Atonic anh chị xịt cho em. Là khoảng một tuần sau bắt đầu nó phòi nụ ra. Đấy, nó phòi ra nhá. Thì anh em cứ cân đối như thế là anh em làm, là các bác có thể có những cái giỏ lan đơn cam này các anh chị chơi Tết. Còn trong em thì cứ để tự nhiên thôi. Trong em do cái thời tiết khí hậu, rồi em là cứ đến gọi là tầm tháng 12 âm lịch là bắt đầu nó tụt hết rồi. Tháng 11, 11 âm lịch là bắt đầu nó tụt lá hết rồi. Đấy, thì nó cũng ra hoa gần như là Tết là anh em được ngắm đơn cam. Đó là cái loại đơn cam Thái mà hôm nay em sẽ bán lúc 19:30. Đấy, anh em cứ vào sưu tầm. Em có tất cả những cái giò mà giò to giò nhỏ có hết các bác nhé. Giò to giò nhỏ có hết. Thì về cái giá cả thì cũng rất phải nói nó rẻ hơn đơn cam rừng mình nhiều. Đấy, đó là chỉ có 250.000 cho một chậu như thế này thôi các anh chị nhé. 250.000 cho một chậu. Một chậu đẹp đấy chứ không phải là chậu xấu đâu. Còn chậu xấu là em cứ để lại. Ví dụ bây giờ là em sẽ chọn những cái chậu đẹp cho anh em. Còn những cái chậu xấu thì em sẽ để lại và tiếp tục chăm sóc tiếp. Đấy. Thì tại vì em nhà vườn thì để cũng chả mấy lúc nó thành một cái giò to đâu. Rồi đặc biệt là lúc nó có đụng thì em chia sẻ cho anh em cũng rất dễ. Đấy. Thì tiện đây là em cũng sẽ giới thiệu cho anh em tại sao mà bán cái loại đơn cam Thái này. Tại sao có những lúc mà mình có những cái loại thân to, thân nhỏ. Đơn cam Thái này nó có hai loại các bác ạ. Nó có hai loại nhá. Loại mà em vừa giới thiệu anh em ấy thì là cái loại mà thân nhỏ và hoa nó nhỏ. Thân nhỏ và hoa nó nhỏ. Đấy. Đấy nha. Đó. Thường thường người ta trồng đứng kiểu này này. Bởi vì thân nó cứng cáp. Đấy. Nó có loại thứ hai này cả nhà nhỉ. Loại thứ hai nó là loại đơn cam. Cũng là đơn cam Thái. Nhưng thân nó to và nó rũ xuống, bông nó cũng to hơn. Đấy, cái này nếu mà anh em mình trồng đạt thì nó rơi vào khoảng tầm 1.2 m đến 1.5 m là chuyện bình thường. Đấy, và thân khi mà thân nó đứng ấy, thì thân nó đủ to lắm. Thân đủ to. Nó cũng tương tự như vậy, một năm nó cũng đẻ 3 lần các bác nhé. Năm đẻ 3 lần. Thế nên là cái loại đơn cam Thái này cũng rất dễ trồng. Thì em cũng có cả cái loại đơn cam này. Và cái mặt hoa mà anh em đang xem ấy, là em mới quay ở vườn hôm qua đấy. Mới quay ở vườn. Đó là cái mặt hoa mà đơn cam Thái mà cái loại bông to. Mà cách khác người ta cũng gọi cái này là thường thường là một số anh em gọi cái này là gọi là chim lửa đấy các bác ạ. Chim lửa. Nhưng về cơ bản nó đều là cái đều là hoàng thảo đơn cam các bác nhé. Nhưng mà các bác biết là đơn cam rừng, đơn cam Thái. Đơn cam Thái thì có hai loại. Đấy, rất dễ trồng. Cái loại rất dễ trồng. Ở đây trồng bằng dớn này cả nhà này. Trồng bằng dớn. Hoặc là anh em ở ngoài Bắc hoặc là những cái vùng khác, anh em có thể trồng bằng vỏ thông cho em. Vỏ thông. Đấy. Còn ở chỗ em thì trồng dớn. Nói chung là giá thể có thể trồng vỏ thông hoặc dớn. Hoặc là thậm chí là anh em có thể ghép vào những cái khúc gỗ. Ghép vào dớn cũng được. Nói chung là dòng đơn cam Thái này rất dễ. Rất dễ để anh em mình chăm sóc. Dễ để anh em mình có những cái một tác phẩm đẹp để các bác chơi. Đấy, hẹn anh em mình lúc 19:30 tối hôm nay thì em sẽ chuyên
bán những cái lò đơn cam như thế này cho anh em sưu tầm.